quý anh em. Vì hôm nay là cũng đặt xong hết nha anh em ơi. Móc phá này kia cũng xong xuôi hết rồi nè. Mấy móc làm gọn nhất này nha anh em. Đó, tay cầm nè. Đầu kéo nè. Chỗ ngồi nè. Tắt đè on off. Tay cầm đây xong xuôi hết nè, chiều rồi đợi đâu châm xăng nữa là chạy thôi. Thế này để cho anh em nghe thử nào. Rồi đó nè. Rồi, mong anh em ủng hộ nha. Bye bye anh em. Cho mình xin một like, một chia sẻ, một follow nha. Xe
rồi sao nghe không? Thổi vô bụi chuối. Không, cái bụi mắm không phải bụi chuối. Ủa, nó đâu rồi? Kệ đi. Ê, nó vô bụi mắm thì kệ. Chào mấy anh em. Thì hôm nay mới test xong em mini Zbox 1m2 anh em. À, 1m8 bề ngang là 1m4 hay 1m2 mình quên mất tiêu không nhớ nữa. Bề ngang cả 1m2 có anh em. Có bề ngang cả 1m2. Thì lắp ghế nè. À, cho anh em ngồi ha. Anh em. Vô lăng. Công tắc thì đây là cái hầm nha, hầm thì xây qua dở lên nè. Cái này mình chưa có rửa nữa, để mình test xong rồi, test xong là nước nôi là cũng hơi khô ráo như nghe nè, nước ít nha. Đây máy móc thì sạch sẽ chưa rửa ha, thì mới test à, chiều chạy dữ lắm mà còn nửa bình đó nè, càng nửa tiếng đồng hồ. Cái can này chỉ có 4 lít thì 100 không đầy nha. Này, cổ phá đi. Gài lại đây cái chỗ mà tay nắm á, mỗi bên người ghim cho nó vẽ. Hôm nay cũng tối quá thì xài nguyên cái bộ zin đó luôn. Rồi luôn làm gọn lại ha. Làm gọn lại, nguyên từ đây đến dưới chắc cũng không tới mét. Rồi nền cao su, nền chống rung. Nền chống rung cho anh em, vô bọng này kia làm rất là gọn. Vừa tới ha nè, vừa khít nè. Xét gạt luôn. Từ đây đến đây không tới 1 mét mà. Chỗ anh em ngồi rất là rộng nha. Đó, mình vọc chân đây. Mình cao 1m8 mà chân mình vừa tới ức mũi nè. Anh em chịu chạy qua cua rất là đã. Thì video anh em chịu khó nghe cái nghe với xem video mình giới thiệu ha. Một xíu mình up cái video test luôn. Rồi đây có cổng USB nè. Rồi ga. Rồi đề tắt. Tối rồi mình cũng không đề luôn. Thì quan trọng bình bao nhiêu ampere cũng được, cái này 12 ampere được. Mà đi cái này ngày mai thì mình hàng cái chỗ để bình với để bình xăng ha. Khi hạ thủy chạy có ok, nước nồi ok, máy móc ok là làm nhanh nè. Đây bản lề kia ông vết dưới nha, là ống hút rất là ok luôn, nước bơm vô. À, cái này có lên xuống, ống vết này lên xuống được, lên xuống ngóc lên ngóc xuống được anh nè.